Thân xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình, bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 428, xin gửi đến quý vị chủ đề Phật tử kiện thầy, tê, tê tự chúc khỏe vào thân. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Thân Việt xin uh, gửi lời kính chúc sức khỏe và uh, bạn sự như ý đến uh, toàn thể quý vị trong cuộc sống cũng như là trong công việc thưa quý vị trong thời khủng hoảng đến với uh, tt có thể là không ngờ được mình phải có ngày hôm nay thưa quý vị câu chuyện thật ra nó cũng uh, rất là đơn giản nhưng uh, bản tính tự chuốt những cái họa vào thật trong chương trình hôm nay Thanh Việt xin được trình bày một số bằng chứng mới và một số những cái tin tức mà ít được chia sẻ. Đó là trong cái phiên tòa sơ thẩm. Trước thì chúng ta biết được cái phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12. Hôm nay Thanh Việt xin được trình bày vài nét về phiên tòa sơ thẩm xảy ra vào năm 2022 nhưng không được báo chí nhắc đến. Trước khi bắt đầu chương trình, thân việt xin được uh, uh, tóm lại cái câu chuyện của các cái uh, fan cuồng hâm mộ tt họ như là những người ngoài hành tinh những quý vị cuộc sống như người ở ngoài hành tinh tên tuổi cũng đặt theo cái hành tinh luôn những quý vị nghĩa là sao quý vị lúc nào cũng bay bay không có đạp đất không có biết được sự thật của câu chuyện nhưng mà vẫn thích lên tiếng để binh vực. TT đang gặp những cái khủng hoảng trong à, truyền thông. Cái này nó gọi là quả báo. Tại sao vậy thưa quý vị? Đơn giản thôi. Câu chuyện cũng rất là đơn giản. Mình tạo ra cái khủng hoảng truyền thông cho người ta. Năm 2019 tháng 3. Thì bây giờ cái việc này nó sẽ xảy ra. Và TT đang cố gắng hết sức mình để hạn chế cái cơn khủng hoảng truyền thông đó. Nói rõ ra cho quý vị thấy là tháng 3 năm 2019, mỗi một ngày hàng trăm bài viết xuất hiện trên mạng xã hội lên án có một nói mười về câu chuyện của bên à, 3V Và có lẽ Cái thế cũng rất mạnh Nên 3V mới thoát được Cái cơn sóng gió như vậy Để tồn tại cho đến ngày hôm nay Chứ còn Như à, gia đình Ông họ Lê kia Thì à, như quý vị đã biết Tăng nay lập tức Cơn khủng hoảng truyền thông Được tạo ra bởi TT Đóng góp một bàn tay Ở trong đó và ngày hôm nay khi mọi chuyện gió đã lặn xuống rồi thì lần này cơn khủng hoảng truyền thông đang ở cái ngưỡng cửa chờ đợi tại sao vậy quý vị vì những cái câu chuyện về phiên tòa ngày 13 tháng 1 sắp đến đây nếu không giải quyết sớm nhưng quý vị thì dù thắng hay thua tại phiên tòa thành vì có thư chuyện với quý vị rồi cái ảnh hưởng truyền thông, người ta gọi là khủng hoảng của truyền thông sẽ đưa đến những câu chuyện bí mật có thể được vạch ra, thắng được trên mặt trận của tòa án thì với cái sức mạnh của bên 3 v bà Yến sẽ không bao giờ chịu thua và tiếp tục như là bà đã làm trong cái việc mà đi khởi kiện lại phường Quang Trung về cái lệnh phạt 5 triệu đồng. Và bà đã thắng. Vậy thì TT nghĩ rằng mình có thể thắng được cái phiên tòa phúc thẩm. Kế đến đây, nhưng liệu khủng hoảng truyền thông có trở lại với ông ta? Và lần này ông ta là cái người nhận cái khủng hoảng đó. Và cũng như là sự không hề im lặng sau đó của bà Yến. Trong khi đó thì các fan cù, những quý vị, nửa tỉnh nửa mơ. Nửa tỉnh nửa mơ nghĩa là sao quý vị? Không nắm vững được câu chuyện, nhưng vẫn muốn lên tiếng để bên vực. Tôi quý vị, có những câu chuyện mình có thể bên vực. Có những câu chuyện mình nên đứng xa ra một chút. nhìn câu chuyện thấu đáo. Người trong cuộc vai chính đã biết được con đường, họ đi. Trong khi những người chung quanh, nếu bị hùa theo đám đông nhưng quý vị để trở thành một cái công cụ à, nghĩ rằng mình sẽ đẩy lùi để cứu vãn cái danh dự của TT thì xin quý vị hãy cẩn thận vì người trong cuộc đã biết cái hậu quả sắp đến nên đã thực hiện cái chuyến đi ngoài quảng ninh là mục đích như vậy các cái người ủng hộ cho TT anh vì không có một cái điều gì gọi là bất bình với họ hết. Từ vì ai cũng có một cái thần tự cho chính mình. Và họ có thể lên tiếng để binh vực nhất là trong một vụ án dân sự như thế này. Nhưng thưa quý vị, trong xã hội thời 4.0 và trong chương trình này, anh đi sẽ cho quý vị thấy chỉ cần chích lược sai một chữ có thể bị kiện banh nóc. Nhưng quý vị, Chứ không phải rằng tôi nói lỡ lời, tôi nói không có ý như vậy. Thì những câu đó sẽ được giải thích tại tòa nếu bị kiện. Và cũng đừng bao giờ thách đố những cái vụ kiện tục. Vì mình chưa qua cảnh kiện thì đừng có giỡn. những quý vị, đừng giỡn. Những cái chuyện giải thích thiếu khoa học. Những chuyện tự mình nghĩ rằng mình đã tìm ra được những cái thông tin đó. những quý vị, thì hãy cẩn thận. A là dẫn tin của ai và dẫn chính xác đưa cái nguồn lên. Đừng thêm mắm, thêm muối. Và đó là một cái điểm yếu trong mạng xã hội hiện nay. Khi chúng ta chơi mạng xã hội nhưng không hiểu được con dao hai lưỡi với những cái vụ kiện tụng pháp lý đầy đủ khi mà chúng ta sử dụng sai danh từ, động từ có thể được dịch thuật sang một cái từ ngữ hoàn toàn trái ngược và trong khi người đi bảo vệ cho à, thân chủ của họ, các luật sư đều biết được cái người bị đơn họ nói cái ý gì, nhưng trên mặt luật pháp, nhưng quý vị, quý vị vẫn có thể bị xử, không phải là sự công bằng gì, nhưng anh nói gì thì anh phải chịu trách nhiệm và lời nói của anh không thể nào giải thích rằng ý của tôi không vậy, ý của tôi tôi đã học thế này, tôi nói như thế nào, tôi biết như thế kia, thưa quý vị điều đó là giải thích thiếu khoa học, giải thích theo cái sự chủ quan của mình. Thì quý vị sẽ đi vào con đường như là vị TT đang đi. Vị TT đang đi à ông ta còn có một cái hướng giải quyết. Nhưng quý vị còn chúng ta nếu đi lầm đường theo vị TT thì sẽ không có cái hướng giải quyết đâu. Ngoài báo tuổi trẻ, một số tờ báo khác, trong đó cái tờ tạp chí điện tử nghề nghiệp và cuộc sống đang sẵn sàng vào cuộc. Tờ tuổi trẻ thì chúng ta biết rồi, cách đây vài hôm đã đăng cái thông tin về cái chuyện Vương Quang Trung đã rút lại cái hình phạt dành cho Thầy Yến Vì vậy tất cả những cái lời phát biểu của vị TT kia sẽ phải được chỉnh sửa như thế nào, xin lỗi hay đính chính. Trong chương trình ngày hôm nay, thành Việt sẽ trao đổi với quý vị. thì uh, báo uh, tạp chí điện tử uh, nghề nghiệp và cuộc sống đó quý vị họ có văn phòng tại Hà Nội uh, có tổng biên tập là chữ Hà trưởng ban điện tử là Lê Thế Toàn uh. thì bài báo này cùng với tuổi trẻ đã đăng một số cái thông tin mà có lẽ là chúng ta chưa được biết ngày hôm nay thanh Việt xin được mạng phép trình bày với quý vị một phần của tờ báo điện tử này và một số cái thông tin mà Thanh Việt đã thu thập được để uh, hầu uh, chuyển đến quý vị những cái thông tin mới nhất về trường hợp của ông TT này. Cái hành động của cái uh, TT mà khi ra Quảng Ninh không đơn thuần là xin rút đơn. Nhưng quý vị, mà để làm cái gì quý vị? Mục đích là tìm cách để xử lý cái khủng hoảng truyền thông đang đón chờ ông trong những ngày sắp đến nha quý vị nếu mà cái vụ kiện vòng phúc thẩm sẽ được xảy ra tại tòa nhân dân thành phố hồ chí minh tìm cách để đừng có cái phiên tòa đó mặc dù khả năng ông thắng vẫn là có thể như quý vị nhưng cái hậu quả sau phiên tòa đó thì không ai có thể biết được hậu quả gì thưa quý vị rất dễ hiểu đó là cái sự nghiệp tu hành với chức sắc của cái vị này trong tương lai. Có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Khủng hoảng truyền thông không phải dễ xử lý. Vì thế người ta cần phải đi những cái bước chậm chạp đầu tiên. Và TT đã thực hiện cái công việc này. Công việc đi ra ngoài Quảng Ninh có thể là làm cho TT bị mất cái danh dự ở một thời gian khá ngắn, chỉ trên mạng xã hội mà thôi. Nhưng quý vị, báo chí sẽ ít bao giờ nhắc đến. Còn hơn là nếu kéo dài cái vụ án này ra và bên của Ba V không dễ dàng có thể im lặng. Chúng ta đã thấy trong cái vụ vào tháng 8 tháng 9 vừa qua, trong cái ngày lễ Vu Lan với cái câu chuyện cúng dường thì không như năm 2019. Ba V đã im lặng của năm 2019 thì vừa qua trong cái vụ cúng dường 3 đã không giữ im lặng mà phản kháng lại ngay lập tức. Khi mà TT lên tiếng à, lên án rất là nặng nề cái việc cúng dường cái phương cách cúng dường như vậy thì lập tức bên TT à xin lỗi, bên 3V đã có câu là phê bình người ta thì hãy nhìn lại chính mình. Phê bình người ta thì hãy nhìn lại chính mình. Vì vậy một bài học cho thấy rằng khi mà kéo dài cái vụ này cho đến ngày 13, những quý vị, cho đến ngày 13 sắp đến đây, thì ôi thôi, chuyện gì sẽ xảy ra, những quý vị? Dù thắng hay dù thua, cái sự nghiệp, những tiếng xì si xầm, báo chí sẽ tiếp tục đăng tải những cái thông tin để vạch trần câu chuyện thật sự ở phía đằng sau. Lúc đó, người nào mất nhiều hơn người nào, thì TT đã hiểu rõ được cái điểm này. Bà Yến, người đứng đơn, cũng chẳng có cái gì để mất. Trong khi TT lại có nhiều hơn, những quý vị. Mai Tiến là một người đứng ở vị trí cao hơn. À, lãnh đạo một ngôi chùa khá nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và là một người có chức sắc trong giáo hội vừa mới được tăng chức anh xin nhược nhấn mạnh lại là tăng chức trong quý vị cho không phải xuống chức như là một số cái tin đồn một số tin đồn cho rằng xuống chức nhưng mà không thực sự vị này đã được tăng chức và thay vì cũng xin được nói lại là lên cái chức gọi là ủy viên thường trực và ủy viên thường trực là nhỏ hơn ủy viên thư ký nha một số cái vị ngoài hành tinh nào đó cứ nghĩ rằng ủy viên thư ký là nhỏ hơn ủy viên thường trực thì uh, tình uh, nghĩ lại một chút, có lẽ là chưa hiểu được, chưa nắm vững được, nên mới nói như vậy. Nhưng ủy viên thường trực vẫn lớn hơn cái ủy viên bình thường. Trong uh, giáo hội, tổ chức đó có khoảng 40-41 vị là ủy viên thường trực. Lúc trước, khi là ủy viên, nhiệm kỳ trước đó quý vị, 2017-2022, 2017-2022, cái nhiệm kỳ đó đó thì vị đó là ủy viên lúc đó có đến 200 mấy vị là trong cả nước bây giờ thì vào trong một cái nhóm ít người hơn ở vị trí cao hơn vì vậy mà lãng quang vừa mới được lên chức lại được báo chí nhắc lại quá nhiều lời ra tiếng vào không phải dễ bắt nạt đâu em không phải dặn vừa đâu mà để bắt nạt nhé thì thưa quý vị không giỡn không giỡn Hôm trước Thanh Việt có trình bày với quý vị trong cái chuyến đi ra ngoài Quảng Ninh. Trong cái tấm hình chụp có một người Thanh Việt có đóng khung giới thiệu quý vị đó là một vị luật sư đại diện cho bà Yến kia. Vị luật sư này có mặt tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cái vụ kiện dân sự. Thì ông cũng đã xuất hiện nha quý vị. Trong cái tấm hình chụp chung hết tất cả các vị có mặt Tại cái buổi gặp mặt hôm đó. Tại chùa Ba Vê. Thì cái vị mà mặc cái áo cầm lê. Đã màu xanh. Cái vị. Đó là luật sư Vũ Quang Ninh. Luật sư Vũ Quang Ninh. Và cũng là người. Lên án rất là. À, có tiếng phê phán mạnh mẽ. Ông đã lên án mạnh mẽ à TT tại phiên tòa phúc thẩm hôm 26 tháng 12 vừa qua. Thì à, đây là luật sư Vũ Quang Ninh sinh năm 1964. là giám đốc của cái công ty luật Vũ Anh à, cái văn phòng à, luật sư Vũ Anh tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. À, thân vị cũng à, xin mở ngoặt đóng cho quý vị biết à bà Yến thực sự là ở tại thành phố Hạ Long nhưng quý vị tỉnh Quảng Ninh đó. vì vậy mà mới có cái câu chuyện là bên phường Quang Trung tại thành phố Uông Bí à, theo cái vị TT đó là không cho bà tạm trú nữa đó. và mời ra khỏi cái cái thành phố đó để bà trở lại thành phố Hạ Long nhưng à, câu chuyện nó không phải là như vậy nhưng quý vị câu chuyện nó không phải như vậy ông à, Vũ Quang Ninh thường tham gia các, các hoạt động nếu mà quý vị theo dõi trên trang web của 3V thì quý vị sẽ thấy uh, cái vị này hay được mời đến để tham gia các cái chương trình trao đổi uh, những cái kiến thức cơ bản về pháp lý cho uh, phật tử chùa 3V có những uh, phật tử là uh, trẻ cũng có lớn tuổi cũng có thì cái vị này đóng một cái vai trò là tiếp ứng, về cái uh, việc uh, trao dồi những cái uh, uh, kiến thức cho phật tử về pháp luật. Luật sư Lê Quang Ninh uh, đã lên tiếng uh, cái TT đó quý vị là một người có ảnh hưởng, có học thức nhưng lại uh, lộng ngôn trên mạng xã hội. Ông cũng rất là mạnh mẽ khi uh, nhấn gửi TT là Phật thì hướng con người từ bi hỷ xã. Đây là những lượng những lời nói được trích ra từ trong cái phiên tòa phúc thẩm đó hôm 26 tháng 12. Theo Phật mà lòng lại sân si, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm danh dự của công dân khác, điều đó là không thể chấp nhận được. Và có thể nói rằng, tê, tê đó quý vị, là một con người quá là rảnh rồi trong khi thực sự chuyện Phật sự à, Tại nơi của ông đang lãnh đạo đó quý vị thì rất là nhiều thực sự đa đoan nhưng với cái tính tính cách là ăn thua đủ mới có cái câu chuyện là dù đã biết cái người mình tấn công Đối phương của mình đã ngã ngựa. Trong năm 2019. Đã bị phạt. Và thời điểm đó. Thì không hiểu. Rảnh rỗi đến nỗi. Lên trên mạng. Để thông báo cho Phật tử biết. Phật tử có cần biết không quý vị? Không cần. Mình đã từng giải thích. Từng lên án. Những thành viên tại Ba v Vậy là đủ rồi. Không lẽ Phật tử đi đến chùa để nghe cái vị TT này lên uh, múa điệu làm ba ra để thông báo được cái kết quả chiến thắng là đối phương hiện nay lãnh được những cái án gì và tôi đã nói cho quý vị biết cái án nó như thế nào đâu cần thiết đâu quý vị Đó không phải là trách nhiệm anh ta có phải trách nhiệm nó cho thấy cái bản tính như quý vị ăn thua đủ ăn thua đủ người đã bị uh, thất bại thì mình không cần phải chà đạp người ta, không cần, hoàn toàn không cần. Nhất là một người theo đạo, theo Phật thì lại càng không đụng vào những cái câu chuyện như vậy nữa, hoàn toàn không nên. À, đây là hình của uh, Cái vị uh, Vũ Quang Ninh cùng với uh, các cái nhân viên của mình tại cái văn phòng luật của ông ta. Đã, người đứng chính giữa nha quý vị Đã, là ông à, Vũ Quang Ninh, một à, luật sư cũng à, khá là nổi tiếng tại à, khu vực à, à, tỉnh Quảng Ninh. Một cái điểm mà được báo chí à, vừa mới được đăng, nha quý vị, đó là cái việc mà yêu cầu của bên người đứng đơn đó, tức là bà Yến đó yêu cầu tại cái phiên tòa sơ thẩm là ngoài cái việc mà phải uh, rút những cái bài, những cái video đăng uh, sai sự thật về bà ta, cũng như là phải có cái đền bù uh, về tài chính và thứ ba là cái đơn xin lỗi, uh, cái nội dung xin lỗi trên mạng xã hội của ông TT về những cái việc mà ông đã sai lầm thì uh, nói lên cái câu chuyện mà bà bị phạt như thế nào. Thì tại cái phiên tòa sơ thẩm ngày 22 tháng 9 năm 2022, mà cái điểm khá thú vị đó quý vị là ở cái thời điểm đó chúng ta đã không nghe được, nhưng quý vị, chúng ta hoàn toàn không nghe bất cứ một cái thông tin gì về cái vị này. Tất cả đều giữ im lặng cái vụ kiện tụng này. Báo chí cũng đã không nhắc đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Tòa nhân dân uh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã, đã xét xử cái vụ việc uh, tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm và uy tín của uh, bà Phạm Thị Yến đối với ông TT. Thì uh, về cái nội dung xin lỗi đó quý vị, Hả? bà Yến gây yêu cầu ông TT phải xin lỗi như sau. Tôi tên là TT. Tê Tê, tên thiệt là gì luôn? Đã phát ngôn sai sự thật về bà Phạm Thị Yến trên hai video clip. Đã. Video clip thứ nhất là Tịnh Thất Bồng Lai và YouTube Phi Nghĩa nợ Phật giáo và tôi một lời xin lỗi. Trên kênh YouTube Đạo Phật ngày nay, ngày 27 tháng 3 và kênh YouTube đó, Uh, TT Official Ngày 27 tháng 3 năm 2020 Vậy là thật sự Chỉ có một video clip Được đăng lên trên hai Cái kênh Youtube truyền thông Cũng rất là buồn cười Đúng không quý vị à, Khổ thế đó Vì khoái quá Nhận được cái tin khá vui Là à, kẻ mà ta tấn công bây giờ đã ngã ngựa rồi Đây là cái kết quả ngã ngựa như thế nào Nhưng mà khổ một nỗi đó quý vị à thích dùng truyền thông nhưng lại quên là nếu mà đã dùng truyền thông mà đi tấn công một người nào đó cũng có mặt mũi cũng có một cái thế đứng trong xã hội thì à, làm ơn làm phước nói cho chính xác từng câu từng chữ không cần phải thể hiện mình à, là biết được nhiều hơn đây cũng là một bài học cho rất là nhiều à, quý vị đang làm YouTube trong đó có cả thân Việt nữa. Tại sao quý vị? Tự vì khi mà mình nói chuyện không chính thức trên bàn ăn, trên bàn nhậu, trên bàn tiệc thì không có vấn đề gì. Nhưng khi mình lên trên mạng xã hội thì mọi chuyện nó phải trở nên một cách chuyên nghiệp hơn, chính thức hơn. Lúc đó chúng tôi không có thêm mắm, thêm muối, thêm dầu, thêm mỡ, thêm bột, thêm đường, thêm tí dầu hào, thêm tí bột ngọt thứ bột tỏi nữa. Cái món của tôi mà ông đã mua cái công thức nó không nó chỉ có là đường muối, à, xì dầu, dầu hào. Thế thôi. Nhưng mà cái vị này mua xong cái công thức thì về lại chế ra à, cho thêm bột cho thêm đường thì cái điều đó không chấp nhận được. Nhưng quý vị, không chấp nhận được. Thì à, cái vị TT cũng làm một công việc như vậy. Chế thêm những cái câu thì sau đó thì bà Yến đã kiện Vì ông nói sai sự thật Còn bên của ông TT đó quý vị Thì ông ta không muốn xin lỗi Mà ông ta chỉ muốn đính chính trên mạng xã hội Ông ta đính chính như thế nào Đây là trong cái phần mà tranh cãi nha quý vị Một bên là yêu cầu phải xin lỗi như thế này Tức là bên bà Yến đó quý vị Còn bên của ông TT thì ông ta nói rằng Ông ta không xin lỗi Ông ta chỉ muốn đính chính lại những gì Mà ông ta đã nói sai tích dẫn báo chí. Chúng ta nói như thế này. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung đã chính thức phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng về lỗi truyền bá mê tín thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng. Đồng thời, Công an thành phố Mỹ đã có thông báo không chấp nhận bà ấy tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại Chùa Ba Vàng. Đó là những gì ông ta muốn đính chính Tại cái phiên tòa ngày 22 tháng 9 năm 2022. Quý vị nên nhớ rõ cái ngày nha quý vị. Rất là thú vị. Cái ngày rất là thú vị. Ngày 22 tháng 9 năm 2022. Tại sao mà nó thú vị kêu thưa quý vị. Vì như quý vị đã biết. Hường Quang Trung. Đã có cái đơn. Nhưng quý vị. vào rơi vào tháng 5. Năm 2022. Cái thông báo này đã nói rằng thu hồi lại tất cả những cái hình phạt cũng như là à, thu hồi lại tất cả mọi cái chuyện mà không cho tạm trú hoặc là cho cho như thế này thế nào. Và vì thế khi mà ông TT chỉ muốn đến chính đó quý vị là bên của bà Yến không muốn. Như vậy là không phải là xin lỗi mà ông ta chỉ muốn đến chính. Trong khi ông TT lại không biết rằng à, một cái điểm khá thú vị là bà Yến đã không đưa cái tờ giấy của phường Quang Trung ra. Vì phường Quang Trung đưa cái tờ giấy tịch thu lại tất cả mọi hình phạt vào tháng 5 năm 2022. 4 tháng sau thì mới có cái phiên tòa. Và bà Yến đã không đưa cái thông tin đó ra. Ừ. Đây là một cái sự thú vị. Và lúc đó thì ông TT, những quý vị, ông TT đã nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Ừ. Vì bên của phường Quang Trung vẫn có đầy đủ các giấy tờ. Hạt, chưa có rút. Nhưng không ngờ, những quý vị nhé, không ngờ cái tờ giấy đó đã được thông báo là đã có từ tháng 5 trong cái phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12. Nói tóm lại, TT đã không thấy được cái hiểm họa bao vây mình. những quý vị, chỉ nghĩ rằng mình nói sai báo chí thì mình chỉ đính chính lại. Thanh Việt sẽ thảo luận một cái câu hỏi được đặt ra ở đây rằng nếu ông TT chỉ có nói lại theo báo chí và chỉ có chật một chút xíu, đó là cái chủ thể. Thay vì nói phường thì ông nói là tỉnh. Vậy thì có sao đâu. Còn nếu mà bà Yến, như quý vị, muốn đi kiện khi có được cái đơn rút lại hình phạt của bên phường Quang Trung thì bà hãy kiện báo chí. Một câu hỏi cũng khá hay. Thanh Việt sẽ trình bày với quý vị phần sau của chương trình. Tí nữa. Quý vị tí nữa vậy là chúng ta thấy được cái điểm gì à, tại cái phiên tòa ngày 22 tháng 9 tại phiên tòa sơ thẩm tòa nhân dân quận 10 ông TT đã không cho thấy cái sự hối cải ông đã không xin lỗi ông TT quyết định không xin lỗi và không có đăng cái lời chích dẫn theo ý của bà Yến như cái gì? Vì ông nghĩ rằng bà Yến không có một cái quyền gì để yêu cầu ông Xin lỗi Ông nếu có sai Thì chỉ là Chích bị sai từ trong báo chí Vì thế ông đã đính chính Ông ta xin đính chính Lời đính chính của ông là ông đổi Lúc trước thì ông nói là Ủy ban Nhân dân tỉnh Ún Bí Thành phố Uông Bí Chính thức phạt 5 triệu Bây giờ thì ông chỉnh lại là Ủy ban Nhân dân phường Phạt 5 triệu nhưng rồi đó quý vị nhưng rồi đó cái khổ nổi trong cuộc đời đó quý vị là cái câu nói này nó vẫn thể hiện được ta là ở bề trên ta nói không sai nhưng quý vị tại sao vậy? Tự vì ông vẫn còn thông vào những cái câu mà về sau nó trở thành là một cái bằng chứng để quay lại cắn ông, quý vị quay lại cắn ông nghĩ rằng mình đã chiến thắng nên đã không ngờ rằng những cái bẫy nó đang bao vây khủng hoảng truyền thông đang chờ đợi cơn bão sẽ đến không ngờ và không quý vị không ngờ nghĩ rằng mình đã từng ăn hiếp được khá là nhiều người ở các tỉnh ở miền tây à, trong đó tại à, Long An thì nghĩ rằng ở đây mình có thể ăn hiếp được nhưng không ngờ không ngờ họ có giấy nhưng mà họ lại chưa đưa ra à, cái hôm 22 tháng 9 và TT gần như đã lọt vào cái bẫy, à, vẫn gân cổ để cãi, cho rằng à, tôi chỉ xin đính chính, tôi chỉ xin đính chính. Bên à, công an thành phố Uông Bí đã có thông báo là đuổi bà này ra khỏi cái thành phố này, trở về Hạ Long của bà đi và không được hành nghề mê tín dị đoan. Ừ. Và có cái điểm đặc biệt đó, biển cũng đã thông báo rằng chính ông tt này đã có cái đơn đề nghị hay là đã có những cái lời đề nghị bên cơ quan điều tra của thành phố uông bí à. gọi là không cho bà tạm trú và có hình phạt hành tránh vì thế bà ta nói rằng bà ta đã liên tục bị mời lên làm việc Liên tục mời lên làm việc Nhưng mà cuối cùng nha quý vị 3V cùng với bà Yến đã thoát Sau những cái trận bão Truyền thông rất là khủng khiếp Nhưng rồi cũng đã thoát Thì trong cái bản án sơ thẩm Của tòa Ninh nhân dân uh, Quận 10 họ viết như thế này Xét thấy đính chính uh, Nghĩa là sửa lại cho đúng chỗ in sai, viết sai, nói sai. Bà Yến đã yêu cầu ông Thảo đính chính nội dung trên là đã diễn giải theo ý kiến chủ quan của bà, không đúng với bản chất đính chính. Ông TT đã nói chưa chính xác một số từ và chỉ nói lại cho chính xác chứ không thể buộc ông TT phải diễn giải theo ý kiến của bà Yến. Đây là cái kết luận của tòa án vùng vòng sơ thẩm tại uh, quận 10 họ đồng ý rằng bà Yến không thể nào ép buộc ông TT xin lỗi. Nha. Yeah. Ừ. Ông TT nói sai thì ông ta đính chính lại. Vì thế tòa án phòng sơ thẩm đã kết luận. Do đó không có cơ sở chấp nhận việc bà Yến yêu cầu à, ông TT phải cải tránh, cải chính theo nội dung bà Yến đưa ra. Bà Yến không đồng ý nội dung đính chính của ông TT nên không cần thiết buộc ông phải đính chính theo nội dung ông đã nêu. À, như vậy là họ nói rằng Ông TT chỉ nói theo báo Và nói bị sai Vì thế ông sẽ đứng chính theo như báo nói à, Nhưng mà cái ngặt một nỗi đó quý vị Vào cái thời điểm tháng 9 Năm 2022 Thì bà Yến đã có cái tờ giấy à, Nói rằng Bà đã Không bị phạt nữa rồi Tất cả mọi cái phạt hành tránh Và không cho tạm trú đã được rút lại Vô hiệu hóa hoàn toàn thú vị phải không quý vị? Và tòa án nhân dân quận 10 lại quá vội vã khi không xem xét kỹ lưỡng. Và bà Yến đã không đưa cái tờ đó ra. Và cuối cùng, ông TT nghĩ rằng mình đã thắng. Và tòa án phòng sơ thẩm đã kết luận, ông không cần phải xin lỗi, chỉ đến chính là đủ. Thế là lời đến chính đã được đăng tải. Khá thú vị cái nỗi mà uh, không ngờ nhưng quý vị cái gì không ngờ đó nó đã có khả năng xảy ra ngay cả thẩm phán của tòa nhân dân thành phố hải phòng nguyên thẩm phán tức là lúc trước đã làm thẩm phán và vũ thị nguyệt cho rằng kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2022 tức là cái ngày mà cái phường quang trung rút lại cái hình phạt yeah. nhưng quý vị, họ nói rằng ngày 13 tháng 5 Quyết định xử phạt hành tránh đối với bà Yến đã được thu hồi, nên bà Yến là công dân bình thường trong xã hội, không bị phạt hành tránh, không chịu bất kỳ chế tài pháp luật nào cả. Vì vậy, ông Tt không được cải tránh, cải chính bằng cách nói lại cho đúng những gì báo chí đã đưa tin về bà Yến. Nếu ông Tt cải tránh thông tin như vậy, thì một lần nữa lại xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp làm ảnh hưởng xấu đến danh dự nhân phẩm uy tín của bà Yến. Để cho quý vị được hiểu rõ, thứ nhất, khi mà báo chí đăng nghe quý vị là họ dựa trên cái hình phạt của phường Quang Trung, 5 triệu đồng. Ông TT thấy được cái thông tin đó trên báo chí, ông vội vàng lên thông báo, vui sướng thông báo cho Phật tử của mình. Quý vị ơi, À, đối phương của chúng ta đã thu cuộc, đã bị phạt và ở ngay cái thời điểm đó ông đã nói sai thay vì nói phường Quang Trung thì ông nói rằng tỉnh à, thành phố uông bí thay vì dừng ở đó ông lại còn thêm là thành phố uông bí đã đuổi bà này ra khỏi thành phố này để bà ta trở về hà long và không được à, à, làm việc tại ba về thì đây là cái điểm sai nhân quý vị thì ông tt nói rằng Tôi nói như vậy là tôi sai ở cái chỗ là thay vì nói phường thì tôi nói tỉnh. Thì bây giờ tôi xin đính chính lại lời nói của tôi theo báo chí đã nói. Nhưng ngặt một đội, báo chí cũng đã sai. Nhân quý vị, báo chí đang lẽ ra, bây giờ cũng phải đăng thêm một cái thông tin. Nhân quý vị, báo chí phải đăng tin là bên Phường Quang Trung đã rút lại những cái hình phạt hành tránh đối với bà yên vì vậy mà nó có một cái câu hỏi gì quý vị nó mới có một cái câu hỏi rằng mà câu hỏi như thanh việt nói là ngớ ngẩn như vậy là báo chí sai ông tt Tê Tê, ông chỉ đi uh, uh, tường thuật lại báo chí mặc dù sau đó là ông thêm dầu thêm mỡ vào nên nó lại là sai lần hai yeah. ông tt Tê Tê đăng tin sai nhưng mà lại thêm dầu thêm mỡ thèm gì nó lại sai thêm lần nữa lại hai cái sai một lúc bây giờ ông tt chỉ muốn sửa lại cái sai của mình thôi nhưng mà ông không biết rằng cái hình phạt đó là không còn hiệu lực nữa thì ở đây một số quý vị mới hỏi rằng vậy thì tại sao bà yến cùng với luật sư của mình không kiện tờ báo đi từ vì tờ báo đang sai sự thật à, thưa quý vị đây là một vụ án dân sự vụ án dân sự người bị hại Nhưng cái vị người đứng đơn họ muốn kiện ai là quyền của họ <laughs> dân sự mà có phải hình sự đâu có phải hình sự đâu mà báo tin tội phạm luôn không có đâu có chuyện đó người đứng đơn họ muốn kiện ai thì đó là quyền của họ nhưng quý vị chứ chúng ta không nói là khoan 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 tôi chỉ nói theo báo thôi vậy thì đi kiện báo đi không không phải vậy cái khổ là cái gì quý vị cái khổ cuối cùng là gì cái sự háo thắng hơn thua đủ muốn bôi nhỏ đối phương khi mà đối phương đã ngã ngựa nó mới dẫn đến cái trường hợp như thế này nếu mà ông ta dẫn lời của báo chí chính xác thì chưa chắc nhưng quý vị à, đã có một vụ kiện tụng mặc dù bà yến vẫn có thể kiện ông ta nhưng quý vị chứ không cần phải kiện tòa bạn đó là quyền của bà ta tại sao vậy từ vì ông ta không có cái nghĩa vụ để đưa những cái thông tin đó ra chỉ có báo chí mới được đưa tin chứ không phải ông ta vậy thì một số quý vị sẽ nói rằng ủa trên mạng xã hội người ta đưa tin chạy cầm đèn chạy trước ô tô trước thì có sao đâu thưa quý vị người ta thường hay nói cái gì quý vị người ta thường hay nói rằng báo chí có nhiệm vụ đăng còn chúng ta có nhiệm vụ hay không không chúng ta không có nhiệm vụ, chúng ta chỉ rằng rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng mà cái vị TT này thì rảnh rỗi sinh nông nổi với một cái vai trò là có biết bao nhiêu ngàn người, trăm ngàn người đăng ký chương trình vào thời điểm đó thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các Phật tử, mười mấy ngàn người. Vì vậy lời nói của ông có trọng lượng, có chất lượng, à, trọng lượng thôi chứ còn chất lượng thì chưa biết trọng lượng được à, nhiều người nghe mà càng nhiều người nghe thì cái sự sai trái nó càng được nhân lên và vì thế người ta càng phải uống lưỡi nhiều. Nhưng quý vị còn ở đây không nhận dẫn tin ngoài cái à, nhiệm vụ của mình mà ông còn dẫn tin bị sai sự thật thì ôi trời ơi! đúng không quý vị? thì ôi trời ơi thật sự luôn. Vì vậy cái câu hỏi ngớ ngẩn của mạng xã hội khi mà binh vực cho TT tại sao bà ta không đi kiện đi? Thưa quý vị, đầu tiên, đây là dân sự mà. Thành vị đã nói rồi, tôi muốn kiện ai là quyền của tôi. Nhưng mà cuối cùng, quan đi quẩn lại, cũng một câu nói. Cái bệnh ngứa miệng. Cái bệnh ngứa miệng. Nói ngoài cái phạm vi trách nhiệm của mình. Mà mình là một người à, có danh tiếng chương trình của mình có rất là nhiều người xem. Lời nói của mình phải được chỉnh chu, uống lưỡi. Mà chắc có lẽ là không quen uống lưỡi. Nên là nghĩ rằng mình nói sao cũng được. Mình đã từng nói vậy mà, đâu có sao đâu. Thì không ngờ lần này, không những thấy sao mà thấy cả chăng. Thấy cả chăng. Và lần nữa Thanh Việt xin được nhắc lại quý vị, đây là vụ án dân sự, chứ không có hình sự nha quý vị. Vì quý vị đừng có nói rằng, à, vì quá giận, vì quá ghét là TT nên quý vị nghĩ rằng ông TT sẽ bị à, à, đi gặp à, à, chị Khang ở T29 1 không có nha quý vị. Đây là một vụ án dân sự cho tới thời điểm hiện nay. Cho tới thời điểm hiện nay đây là một vụ án dân sự chỉ có là lời xin lỗi phạt hành tránh Nhiều về danh dự hơn là về hình phạt hình phạt tù. Nhưng quý vị mà nhất là vụ án về uh, xâm phạm, về cái nhân phẩm vu khổng, nhục mẹ nữa. Đó là 155, 156. Đây cũng là một bài học cho rất là nhiều người như chúng ta khi uh, tham gia mạng xã hội. Mạng xã hội đúng là con dao hai lưỡi. Thông tin truyền đi thì rất là nhanh. Nhưng mà nếu truyền sai cho dù là cố tình hay vô tình cũng có thể bị kiện. Tự vì mình biết là mình truyền đi mà. Nó nhanh mà. Mà nói sai thì nó phiền. Vì vậy kiểm chứng, kiểm tra. Kiểm tra đi, kiểm tra lại. Chỉ có điều là dẫn nguồn. À, nói rằng báo chí nói nhưng mà không dẫn nguồn. Thì bây giờ nó trở thành mình là người duy nhất nói cái tin đó. Mình phải chịu trách nhiệm. Cái khổ thứ hai là gì? là mình nói không đúng như báo chí nói. Bây giờ mình tính sửa lại y chang như lời báo chí nói thì nó đã quá trễ rồi. Đã quá trễ rồi. Vì giờ này báo chí cũng đã nói sai. Khổ <laughs> vậy đó quý vị. Đầu tiên là báo chí nói bị sai. Rồi sau đó mình lấy lời của báo chí đã bị nói sai. Mình lại thêm cái sai của mình vào nữa. Rồi sau khi bị kiện thì mình vội vã mình chỉnh lại cái lời sai của mình để nói theo báo chí. Nhưng cái lời mà mình nói lại theo báo chí nó cũng đã sai rồi. Quý vị. Mà bà Yến thì là kiện dân sự. Vì bà muốn kiện báo cũng được. Và bà kiện cái vị TT kia cũng được thì tùy bà. Nhưng à, dĩ nhiên là bà ta muốn chọn TT. quý vị, chọn TT. Lý do là TT đã là người gây ra cái khủng hoảng truyền thông vào cái thời điểm năm 2019. Và có lẽ là một cái bài trong tương lai Thanh Việt sẽ nói rõ hơn. Những chuyện xảy ra trong năm 2019, mỗi ngày có đến cả trăm bài mạng xã hội có, báo chí có để vui dập ba về. Nhưng cái gì? Vùi dập bà về. Nhưng rất may, thế đứng của bà về không phải dễ bắt nè. Người ta nói là anh không phải dạng hiền đâu. Nên là không dễ đâu. Đừng tưởng là đã làm được thì làm mãi. Trước khi à, tiếp tục cái phần còn lại của chương trình, Thanh Việt xin à, được à, dùng một tí nước. Và quý vị nào à, theo dõi chương trình và cảm nhận thấy à, bài này quý vị thích thì quý vị để lại cái lời bình luận cũng như là bấm cái nút like, cái nút thích à, cho chương trình được lan tỏa. Thanh Việt cảm ơn quý vị rất là nhiều. thưa quý vị nãy là phân việc có um, trao đổi với quý vị uh, cái thông tin về cái lời xin lỗi lời đính chính của um, ông tt đúng không quý vị ông ta cho rằng uh, cái uh, hành động của uh, bà yến bị phường quang trung phạt 5 triệu đồng và ông ta nhấn mạnh cái chữ là à, về cái lỗi truyền bá mê tín thông qua tà pháp, thịnh oan và trái trụ. À, quý vị nhớ câu này, Thanh vị cũng sẽ chích đoạn lại cho quý vị thấy. Thì tất cả những cái lời mà ông à, TT này ông nói đó quý vị, ông ta nói rằng ông dựa vào cái thông báo số 66 à, TB. HDTS có nghĩa là thông báo của hội đồng trị sự thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Nhưng quý vị, thì thông báo đó nói cái gì? Thưa quý vị, à, có lẽ là chưa có xuất hiện trên mạng xã hội nên thanh việt xin được trích đọc. Đây. Đây là cái thông báo của hội đồng trị sự vào năm đó. Cái năm mà mưa dông đã tràn về đối với vùng Quảng Ninh 3T, 3V. Những quý vị, thì đây là hội đồng trị sự. Mà hiện nay hội đồng trị sự đó là có sự tham gia của ông TT với cái chức vụ là là gì quý vị? Ủy viên thường trực. Cái thời điểm năm 2019 đó ông là ủy viên. Thì đây là cái thông báo kết luận của ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan à, gia trái chủ chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Ngày 26 tháng 3, Thường trực Hội đồng Trị sự đã tổ chức phiên họp à, xem xét về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong an gia trái chủ tại chùa Ba V đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo dõi trong ngày qua. Cùng dự buổi làm việc có đại diện à, À, của ban tôn giáo, chính phủ, cục an ninh nội địa Cục bộ, bộ công an, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện ban thư ký hội đồng trị sự trình bày về sự việc xảy ra tại ba V, về việc thiết giảng, tổ chức à, lễ thỉnh vong an gia trái chủ chữa bệnh cho người dân và Phật tử có nhu cầu. Trong nghi thức này có quy định về việc người đăng ký tháp à, à, Thỉnh An Gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong từ vài triệu đến vài chục triệu do yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba V hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba V. ban trị sự giáo hội tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể về sự việc này. Sau khi phát biểu ý kiến đề nghị của các đại biểu, hội đồng trị sự đã đưa ra kết luận như sau. Đây là cái kết luận vào tháng 26 tháng 3 và từ cái kết luận này, nhân quý vị, ông à, ông TT đã dùng nó cùng với các cả các báo đã dùng cái thông tin này à, để làm những trận cuồng phong khủng bố truyền thông. À. thứ nhất, việc chùa Ba V tổ chức lễ thỉnh vong an gia trái chủ chữa bệnh. À, à, trong nghi thức này có việc gọi vong nhập hồn, phán số kiếp quy định việc người đăng ký thỉnh giải an gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền theo yêu cầu à, hình thức công đức hoặc làm công quả là cái này quan trọng nha quý vị những cái công việc đó đó là không đúng với nghi thức nghi lễ Phật giáo truyền thống quý vị nhớ rõ nha toàn bộ những cái việc an gia trái chủ thỉnh an gia trái chủ thỉnh vong an gia trái chủ là không đúng một hoạt động hoặc không đúng với nghi thức lễ Phật giáo truyền thống rồi kết luận thứ hai việc Đại Đức Thái Minh chủ trì cùng với Phật tử Phạm Thị Yến pháp danh tâm chiếu hoàng quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa là không đúng với tư cách là chủ trì phải chịu bộ toàn bộ trách nhiệm về việc này yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ An gia thỉnh An gia trái chủ thứ ba Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong việc công tác quản lý tăng sự tại chùa Đại Đức Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến trương giáo hội, do đó thường trực Hội đồng trị sự khu vực phía Bắc đề xuất hòa thượng à, Chủ tịch Hội đồng trị sự ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong giáo hội, trong khi chờ hội nghị Ban thường trực Hội đồng trị sự ra quyết định cách chức theo đúng quy tắc của hiến chương. Đại đức Thái Minh phải sám hối đại tăng giao cho thượng tọa Thích Thanh Quyết, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban giáo hội, trưởng ban giáo dục, trưởng ban trị sự tỉnh Quảng Ninh làm thầy uh, thầy giáo giới cho đại đức uh, theo luật Phật. Thì ký tên là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu vào ngày 26 tháng 3. Như vậy kết luận của cái uh, hội đồng trị sự vào thời điểm đó là gì? Họ nói rằng tất cả những cái công việc thỉnh an gia trái chủ là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Quý vị nhớ rõ nha, không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống chấm hết. Sau đó họ đưa ra một số cái hình phạt, bao gồm cần phải chấm dứt ngay cái việc tổ chức lễ như vậy. Thứ hai. À, đại đức Thái Minh đã mất một số cái chức vị à, trong giáo hội Phật giáo, trong tổ chức giáo hội Phật giáo thuộc tỉnh Quảng Ninh luôn, đã, và Đại đức Thái Minh phải sám hội với Đại tăng. Đó là cái kết luận, nhà quý vị của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 26 tháng 3. Còn cái bên bản án vào ngày 20, 22 tháng 9 trong cái phiên tòa sơ thẩm tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ông TT đã cho rằng mình chỉ có cái nghĩa vụ để đính chính cái câu nói của mình. Và ông đã nói gì? Ông muốn viết như thế này. Vào ngày 26 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung chính thức phạt bà Yến 5 triệu đồng về lỗi truyền bá mê tín thông qua tà pháp À, thông qua tà pháp. Tỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Quý vị, đây là cái điểm mà người ta nói rằng hãy cẩn thận với mạng xã hội. Khi mình đăng thì mình thấy hiểu mình nói cái gì. Chứ không phải mình muốn tung, mình tué, muốn làm cái gì thì làm. Tung tué với người không có sức mạnh thì không sao. Tung tué người có sức mạnh thì hãy cẩn thận, đừng thách đố trong khi thông báo của giáo hội, họ chỉ nói rằng không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Thì bên của ông TT tự giải thích cái việc tỉnh An Gia Trái Chủ là là gì? Tà Pháp. Mà tà Pháp là cái gì quý vị? Là một điều rất là nặng. Thay vì không đúng với nghi thức, nghi lễ Phật giáo truyền thống, thì ông lại viên là tà Pháp. Một cái nơi chùa có danh dự của một tổ chức ông lại dùng cái danh từ tà pháp thì thưa quý vị đây là một cái danh từ khá nặng ảnh hưởng đến cái hoạt động của cả một ngôi chùa vì vậy luật sư đại diện cho bà Yến đã nói gì thưa quý vị họ đã chỉ rõ ra những điều sau đây thông báo của giáo hội nói rõ cái hoạt động thỉnh an gia trái chủ là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Trong khi ông TT vẫn gân cổ gọi những cái hoạt động trên, những quý vị là tà pháp. Hành động này, theo luật sư Lê Quang Ninh, là có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Chùa Ba Bà Vàng. Là một tổ chức đó quý vị. Ông cũng nói rằng cái phiên sơ thẩm ngày 22 tháng 9 tại quận 10 là không công bằng, không xem xét quyết định của phường Quang Trung ra ngày 13 tháng 5. Mà đáng lẽ tòa phải tập trung các giấy tờ để xem xét kỹ lưỡng và vì thế họ đã quyết định kháng ngang mới ra cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua. Và tại phiên tòa phúc thẩm, bên của bà Yến đã tung ra cái thông tin là ngày 13 tháng 5 họ đã có được cái giấy rút mọi hình phạt rồi. Vậy thì bây giờ bà Yến đòi hỏi, ông TT làm gì? Lời xin lỗi, chứ không phải lời đính chính. Khổ thế đó quý vị. Chúng ta dù có binh đến mấy cũng không biết làm sao. Không lẽ bây giờ lại bảo người ta đi kiện, đi kiện, đi kiện báo. Ở kiện báo hay không đó là quyền của tôi. Tôi chỉ biết sư phụ của các ngươi đã nói những câu này. Và câu này không đúng. Còn báo chí nói gì? Đó là chuyện riêng giữa tôi và báo chí thành việc gọi là cái gì quý vị mình ngứa miệng, cũng nghiệp ngứa miệng, giữ yên không giữ, phải ngứa miệng, mà thật ra ngứa miệng này nó có mục đích, như quý vị thắng thù quá lớn, giống như là mình uh, một trận đá banh mà mình đã trúng được vào lưới của đối phương mà mình uh, vui sướng quá và mình thể hiện những cái hành động khinh thường đối thủ. Như quý vị trong những trận đá banh quốc tế hay là trận cầu quốc tế đó quý vị có những cái lần mà họ đá được thì trên sân vận động có những cái huy hiệu của câu lạc bộ đó hay của quốc gia đó là cái vị à, cái người mà đá được cái quả đó đó quý vị thể hiện à, những cái hành động không chấp nhận được trên cái à, cái huy hiệu truyền thống của cái đội ban kia đó là điều không phi thể thao nha quý vị phi thể thao thì cái vị này cũng vậy không có một cái sự tôn trọng. Dù là đối phương, đây là những cái bài học. Mà Thánh Việt đã nói rất là nhiều. Là tôn trọng đối phương dù mình chiến thắng. Hãy đưa cho họ một cái sự tôn trọng. Chứ không phải như chúng ta nghĩ rằng là phạm nhân rồi. đạp sao cũng được. Không chửi. Không vu khống là may phước lắm rồi. Không gọi bằng thằng này con nọ là quá mức rồi. Là nhẹ lắm rồi đó. Còn bày đặt cái gì nữa? Thì đây nha quý vị. Đây. Đây là một cái bài học. Nhưng quý vị, đây là một bài học cho những cái câu chuyện mà nghĩ rằng người ta đã thua cuộc thì mình chà đạp tiếp. Mà không may là mình chà đạp quá nặng tay vì cái bản ngã quá lớn thì nó lại đâm ra nó lạc lỗi. Lạc lỗi. Nếu mà nói theo báo chí là nhẹ hơn. Lại không, lại còn chế thêm, cho thêm tí muối, tí đường, tí bột ngọt vào nó đâm ra là nó lạc lỏng. Bây giờ lạc lỏng lại muốn chỉnh sửa theo báo chí, mà báo chí cũng đã sai rồi, thì biết làm sao bây giờ? Thưa quý vị, nó chỉ còn một cách duy nhất là xin lỗi. Và cái hành động đi ra ngoài Quảng Ninh là cái chuyện đó đó quý vị. Liệu những cái bài đăng, những hình ảnh đăng, xin lỗi vì những hình ảnh đăng trên hai trang Facebook chính chủ của hai người trong cuộc đối đầu nhau đã đủ coi như là cái lời xin lỗi chưa? chúng ta hãy chờ xem từ đây đến ngày phiên tòa xảy ra. Thành việc xin được kết thúc chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you.